Thanh niên dự đám cưới nhảy bằng cả tính mạng, netizen phản ứng. Lên nhảy phụ họa trong một đám cưới, nam thanh niên khiến nhiều người ái ngại bởi màn quẩy quá sung. Đám cưới là dịp bà con hàng xóm được chung vui cùng gia đình cô dâu chú rể, ai cũng nhiệt tình chúc mừng ngày trọng đại. Trong đó không thể thiếu các tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn. Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên nhảy múa phụ họa cho người đàn ông hát trên sân khấu một đám cưới lập tức gây chú ý. Theo đó, một người đàn ông mặc áo trắng đứng thể hiện tiết mục hát với những biểu cảm khá chừng mực, điềm đạm. Bên dưới, nam thanh niên áo đen nhảy sung sức đến mức muốn gãy cột sống để phụ họa cho bài hát. Trong nhiều khoảnh khắc, màn quẩy quá sung này khiến cư dân mạng lo lắng bởi những động tác quằn quại như muốn ngã xuống. Người đàn ông đứng hát phải lùi lại phía sau vì sợ điệu nhảy của nam thanh niên sẽ đụng chúng mình. Màn nhảy đám cưới nhanh chóng gây chú ý, cư dân mạng cũng đưa ra nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh đoạn clip. Một bộ phận netizen tỏ ra thích thú với điệu nhảy của nam thanh niên áo đen, họ cho rằng ngày vui nên không thiếu những màn biểu diễn cây nhà lá vườn như vậy. Trái lại, không ít cư dân mạng tỏ ra ái ngại bởi màn biểu diễn không có chút thẩm mỹ, lại gây phiền toái cho người khác. Nhảy nhiệt tình đến mức quan khách ngồi dưới ái ngại luôn. Điệu nhảy lần đầu tiên tôi thấy, vừa sợ vừa buồn cười. Sợ anh chàng gãy xương sống mất thôi, nhìn thì có vẻ nhiệt tình nhưng cô dâu chú rể chắc cũng ngại lắm.